Ngày nay, mỗi căn nhà không chỉ đơn thuần là nơi ở, sinh hoạt của một gia đình, mà nó còn phản ánh chính tính cách, cá tính của gia chủ. Để đạt được điều này, thì đầu tiên phải kể đến là việc lựa chọn phong cách thiết kế nội thất phù hợp. Ngày hôm nay, hãy cùng Cà Phê Sáng với VTV3 điểm qua những phong cách thiết kế nội thất đang được ưa chuộng. Có rất là nhiều phong cách thiết kế nội thất, có thể kể đến một số phong cách phổ biến như là phong cách hiện đại, phong cách tân cổ điển, phong cách công nghiệp, industrial. Mỗi phong cách thì có một đặc trưng nhận biết riêng, phù hợp với một nhóm đối tượng khách hàng riêng. Phong cách hiện đại thì thích hợp với những gia chủ có nhu cầu sống trong không gian tiện nghi, thoải mái. Còn phong cách tân cổ điển thì hướng tới những khách hàng có xu hướng có sống trong một không gian có một chút nghệ thuật trong đó. Còn về phong cách công nghiệp industrial thì cần cá tính của chủ nhà, thể hiện một cái cá tính rất là rõ rệt. Về phong cách hiện đại thì phong cách này xử lý tối ưu công năng sử dụng, bỏ qua những phần họa tiết trang trí rườm rà thường thấy ở những phong cách như là tân cổ điển hay là cổ điển. Về mặt bằng trong phong cách hiện đại thì được bố trí phóng khoáng tự do, bỏ qua tính chất đối xứng hay nói khác là phi đối xứng. Về màu sắc sử dụng trong phong cách thiết kế hiện đại thì sử dụng những gam màu trung tính với điểm nổi bật là những mảng màu đậm. Về vật liệu sử dụng của phong cách thiết kế nội thất hiện đại thì sử dụng những loại vật liệu hiện đại mang tính chất công nghiệp như là gỗ, kính, thép, một số sản phẩm nhân tạo khác. Bàn đá VicoStone có khả năng chống thấm vượt trội, ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn, đảm bảo an toàn cho sức khỏe khi tiếp xúc. Đồng thời với hơn 90% cốt liệu thạch anh tự nhiên, kết cấu rất đặc chắc, thì mặt bếp bằng đá nhân tạo VicoStone có độ bền cao hơn đá tự nhiên, không lo chảy xước, nứt vỡ. Một điểm nổi trội nữa, đó là rất bền màu và dễ dàng làm sạch trong quá trình sử dụng. Về phong cách tân cổ điển thì ở phong cách này nhấn mạnh vào những mảng tường, những chi tiết phào chỉ, những chi tiết trang trí thì không rườm rà như phong cách cổ điển nhưng vẫn đem lại được cái chất nghệ thuật trong đó. Đây là một cái phong cách mà giao thoa giữa phong cách cổ điển và phong cách phóng khoáng của phong cách hiện đại. Vật liệu sử dụng của phong cách tân cổ điển thì có rất nhiều. Đa số các vật liệu này thì chú trọng tới chất lượng và tính thẩm mỹ cao. Đó là những loại vật liệu sang trọng có thể kết hợp với cả như là inox và inox mạ vàng, rồi một số điểm nhấn là da nỉ. Phong cách công nghiệp là một phong cách khá là mới. Nó mới xuất hiện ở khoảng thế kỷ thứ 20. Thì cái phong cách này tập trung nhấn vào cái sự phô diễn phơi bày của vật liệu và kết cấu, hay nói cách khác là vật liệu kết cấu được giữ nguyên cái vẻ đẹp tự nhiên, cái vẻ mộc mạc của nó. Màu sắc thì sử dụng những cái màu cơ bản mộc mạc của chính cái loại vật liệu đó, thiên về cái tông màu xám và màu nâu. Tuy nhiên, nếu lựa chọn bất kỳ phong cách nào thì gia chủ hay là kiến trúc sư, những người thiết kế nên cân nhắc chọn lựa loại vật liệu có chất lượng cao, an toàn cho sức khỏe, tính bền vững cao và đảm bảo về thẩm mỹ.